Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi game Garten of Banban trước nhé. Công viên Banban. Vô này. Con gì đó mình sẽ đi thu thập 6 quả trứng nhé. Yes. Vậy là mình đã có 5 quả rồi. Yes. Phải cam đâu rồi?
mình sẽ thay đổi mấy cái này để cho có màu giống như con ở trên đây nhé. Ok, màu xanh này, màu hồng này. Đây là màu cam này. Oh shit. Con chim vừa nãy ở kia kìa. Ui, nhìn nó ghê thực sự. Khi mà nó nhảy lên thì cái này sẽ hoạt động nhé. Ui, nó còn ngó ngó mình kìa. Yes. Ui, có khả năng tí nó sẽ bò lên đấy, tại vì mình thấy có dấu chân trên kia. Rồi, mình sẽ chuyển qua chơi game tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là Genie House. Cho mình chút nhé. Yo. Yo. Ôi nhìn cái mặt thật đáng cực. Yes. Yes. Yeah.
Yeah. Nữa thì mình bị ép vào góc ạ, mình còn có nửa cây máu thôi. Nếu mà là tiết kiệm này, sẽ chuyển qua chơi game tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là Your Baby in Yellow. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. Rồi chạy xuống dưới này rồi. Ừ.
Rồi, mình sẽ chuyển qua chơi game tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là Dog Ride. Vô đây. Yes. Đại thủ thành công. Rồi, mình sẽ trở qua chơi game tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là môn Monster Supreme. Yo. Đây. Thank you.
tuyệt cả thế. Yes. Sẽ trở qua chơi game tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là zombie mobi game. Vô
boring. Oh.
Oh, shit. Rồi, video mình đến đây hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì like để subscribe để ủng hộ mình nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.